Xin chào mọi người đến với các kênh channel của mình. Như chưa biết mình là một seller bán hàng tiếp tay. Facebook của mình là Facebook bài hay gái, còn không là các bạn vào cái bay của mình, bay của mình là bay server gái. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn cứ cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Qua lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái watch với thương hiệu Balenciaga. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Thì trước khi vào cái túi thì mình sẽ nói sơ về cái bóc của thằng Balenciaga. Balenciaga thì thường là nó sẽ không có bóc nha mọi người. Thường là các bạn mua nó sẽ có một cái bóc bằng giấy carton này thôi, và ở trong nó có một cái dust bag. Còn nếu mà các bạn mua mà các bạn muốn có một cái bóc luôn á thì các bạn phải xin nhân viên, có gọi là xin cho mọi người, mà lúc có lúc không mà mọi người à. Thành ra là khi mà các bạn mua Balenciaga mà ở đâu cũng có bóc này nọ đó thì cái đó là hàng như thế nào đó mình không biết, nhưng mà 100% là hàng Balenciaga là không có bóc nha mọi người. Dù cái túi có mắc tiền cách mấy thì nó cũng không có bóc. Thì các bạn lưu ý về cái phần mà túi của Balenciaga thì nó sẽ không có bóc nha mọi người. Và đây thì mình có cái bóc của nó nè, đây là thông số của cái túi. Bây giờ mình sẽ mở các bạn xem luôn ha. Đây đó, nó có những cái mút mà để mà chống sốc mọi người. Thì đó, ở bên trong mọi người này thấy không, chỉ có một cái túi Balenciaga thôi, và nó có những cái phần giấy gói này nọ nó đẹp cho thôi mọi người. Và đây là cái dust bag của cái Balen này mọi người nè ha. Thì trên đây mình là cái watch của Balenciaga mọi người ha. Thì thường thường cái em này á nó sẽ có cái phiên bản mà bằng phiên bản túi mọi người, nó sẽ có cái móc ở đây nữa, cái quay cầm á các bạn đeo thì nó sẽ có hai size XS và size S. Size XS thì tầm khoảng cỡ này mọi người nè. Nhưng mà mình thấy cái phần mà Balenciaga mà cái phiên bản mà có cái quay cầm á thì nó phiên bản mà tầm khoảng 19 cm mọi người, nó hơi nhỏ nhưng mà người khi mà các bạn đựng á nó sẽ không có vừa cái iPhone 13 Pro Max. Nói chung là vừa nhưng mà cái phần ở bên hông này nè nó sẽ giãn ra một xíu thì nhìn nó sẽ không có đẹp lắm. Còn với cái em này á size 19 cm nhưng mà đựng vừa luôn cái iPhone 13 Pro Max mọi người ha. Và đây là dạng như là cái watch mọi người ha. Ở mặt trước thì nó cũng có một cái logo của Balenciaga nó làm giả cổ nè, và đây là màu silver. Còn cái em túi này là cái màu đó dạng như là màu xanh cổ Việt đó mọi người. Da này là da rock mọi người nè. Đó, cái da này thì nói chung là nó sẽ bền hơn. Ở Việt Nam mình đó, ở người châu Á thì lại thích mấy cái da này. Còn ở bên nước ngoài thì đa số là nó sẽ sử dụng một cái màu trơn màu đen thôi. Nhưng mà cái màu trơn màu đen đó thì nói chung là nó dễ bị chày, dễ bị xước. Và mình thấy thì cái phiên bản này mà rock mọi người nè, phiên bản da rock mọi người nè, nó sẽ có giá trị hơn là những cái phiên bản kia ha. Ở mặt sau nó cũng có một cái ngăn. Đó, một cái ngăn nè. Ngăn này mình thấy nó hơi nhỏ mọi người ha, nhưng mình nghĩ là chắc là cũng không có ai đựng cái ngăn này đâu. Và cái khóa ở trong là khóa hít mọi người ha, các bạn chỉ cần mở lên thôi. Đây các bạn chỉ cần mở ra thì ở bên trong nó sẽ có một cái dây này mọi người nè, hoặc là các bạn có thể tháo ra được luôn nha mọi người. Tháo ra thì các bạn chỉ cần mở nút ra thôi, mở nút ra và các bạn tháo ra được cái dây ra. Ngăn trước mọi người nè, nó cũng sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa, và chắc là mình nghĩ là cũng đựng thẻ được vậy thôi. Và nó có cái giấy của cái Balenciaga. Và ngăn đầu tiên nó sẽ có một cái ngăn khóa zip. Khóa zip là các bạn đựng những cái đồ nào mà nó quan trọng mọi người ha. Đây nè, ở bên trong nó là bằng vải nha. Còn cái bên trong này thì nó là bằng da hết. Bên hông này nó sẽ có thêm một cái ngăn thẻ nè. Và hai bên này nó sẽ có thêm 6 cái ngăn thẻ cho các bạn nữa. Và thành ra là các bạn có rất là nhiều ngăn thẻ. Và đây là cái chỗ mà các bạn đựng được cái iPhone 13 Pro Max nè. Đó. Thì cái phần này mọi người nè, nó sẽ cong một xíu mọi người, nhưng mà mình vẫn để được iPhone 13 Pro Max trong đây ha. Nói chung mình thấy cái này thì các bạn đã được iPhone 13 Pro Max, các bạn bỏ thêm tiền cũng được nữa, không có sao. Nó cũng hơi rộng trong đây mọi người, tại vì cái phần bên này nó hơi rộng đó. Và đây là cái dây xích của nó mọi người nè, cái này dây đeo nè, nó phối cái màu cũng là màu giả cổ luôn, làm ra là nhìn nó cũng sẽ hài hòa với lại cái túi mọi người ha. Thì cái em này nếu mà các bạn mang mà nó dài quá thì các bạn có thể hắt lại nó, các bạn đeo như nè. Nói chung mình thấy cái dây này nó không có dài lắm, nó cũng vừa thôi. Nhưng mà đối với là người châu Á, nữ châu Á thì chắc là nó sẽ dài hơn á. Còn nam thì nói chung là mình thấy nó vừa. Còn các bạn muốn hắt thì các bạn chỉ cần xoắn nó lại thôi. Đó, các bạn để ở bên trong cái phần này nè. Rồi các bạn mang thôi, nó sẽ ngắn hơn. Các bạn hắt lại thì nó ngắn cỡ đây nè, các bạn đeo bên hông cũng được. Nói chung là tùy theo các bạn có thể đeo theo tùy theo mọi người mix đồ như thế nào ha. Cái em này mình thấy là cái size nhỏ là nó vừa mọi người nè, các bạn đeo chéo nhìn nó đẹp hơn. Nó là một cái watch rất là tiện. Còn cái em kia khi các bạn mua các bạn nên chọn đúng size. Size XS thì nó rất là nhỏ nha mọi người, nên là các bạn lưu ý cái điều đó. Các bạn nếu mà mua mà size lớn đừng đồ nhiều quá thì các bạn mua cái thằng size S luôn. Nhưng mà size S thì nó sẽ hơi to, cái đó xách đẹp nhưng mà đeo là không đẹp. Còn cái size mà XS á, đeo đẹp, xách cũng đẹp luôn. Cái em này á, là mình đang có cái màu này, những màu đen rồi màu xanh min nữa.
Nói chung là những cái màu kia thì nói chung là tùy theo mỗi giá mọi người ha. Và có cái da trơn thì giá nó sẽ rẻ hơn, còn cái em này thì giá nó sẽ mắc hơn. Em này tầm khoảng 20 mấy triệu. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Và cái màu này thì nói chung là các bạn thích màu khác thì mình sẽ gửi hình một cách cho các bạn. Còn về cái bill của em này thì mình cũng có bill cho mọi người. Cái em này là bill tháng 7, nhưng mà mình mua bill này là bill online. Nào các bạn thích thì mình sẽ gửi tới phần bill online cho các bạn. Và nó và mình sẽ che đi những cái thông tin của cái người mua cái túi này mọi người ha. Thì thằng Balenciaga mọi người, mình thấy cái em này nè, nó cũng là da của nó giống như là những cái thằng Gucci mọi người ha. Nó cũng có một cái mùi da giống như những cái thằng Gucci thôi. Nhưng mà đợt sau thì chắc là đợt đầu mọi người Balen nó làm da thiệt. Còn về sau hình như là Balen có những cái phiên bản khác mọi người, họ làm bằng cái da gọi là da nhân tạo mọi người, chứ không phải là làm da thiệt nữa. Tại vì họ cũng bảo vệ động vật đó mọi người. Cho nên mình nghe nói vậy thôi chứ mình cũng không có biết là chắc chắn hay không. Nhưng mà có một cái bạn seller cũng từng nói với mình đó là bây giờ Balenciaga nó không có làm da thiệt nữa. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, nếu mà mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một team ở bên TikTok. Rồi bye bye cho mọi người.